Tại sao phụ nữ có chồng vẫn thích tự sướng? Có rất nhiều anh em chúng ta nhắn tin hỏi tôi thắc mắc là gì? Anh ấy có vợ rồi mà thấy vợ gì anh ấy lén lút thủ dâm, thì có phải vợ anh ấy chán chồng hay là có cái suy nghĩ gì ngoài luồng hay không? Chị em phụ nữ có chồng vẫn tự xử là một trong những nguyên nhân lớn là do gì? Do sự chênh lệch về nhu cầu, chênh lệch về ham muốn, chênh lệch về nhu cầu. Chẳng hạn như là chị em mong muốn rằng gì khoảng tầm 3 cho đến 4 lần mà anh em chúng ta lại không đáp ứng được, thì chúng ta phải, các bạn ấy phải tìm đến những cái cách khác để các bạn ấy giải tỏa mà thôi. Và người ta tử tế, người ta không quan hệ ngoài luồng thì thủ dâm là cách tốt nhất, là cách tốt nhất và an toàn nhất. Cái thứ hai, có thể là chị em không tìm thấy cái trạng thái khoái cảm, không đạt được khoái cảm khi mà quan hệ tình dục với người chồng của mình. Rất nhiều anh thì bị rối loạn cương dương, bị xuất tinh sớm, chiến đấu chỉ 1 đến 2 phút là đã xong rồi, thậm chí đang quan hệ tự nhiên bị xỉu. Trong khi đó thì chị em cần trung bình khoảng tầm 10 phút nha, thời gian 10 phút để có thể lên đỉnh. Và sợ chồng buồn, sợ chồng giận, sợ chồng tự ái thì sẽ quay ra tự xử thôi, chứ chị không biết phải làm thế nào cả. Và ngoài ra thì cũng không loại trừ cái khả năng là để cái ý nghĩ nó bay bổng đến cái đối tượng khác. Cái điều này nó không loại trừ được, nhưng mà không phải lúc nào cũng đúng đâu. Cái điều này không phải lúc nào cũng đúng. Do đó anh em chúng ta cần gì? Chúng ta cần, nếu mà chị chẳng may mà thấy người vợ của mình có những hành vi như vậy, thì nên bình tĩnh. Hãy bình tĩnh để tìm hiểu lý do và không nên quy chụp và gán nghĩa cho nó bất cứ một cái điều gì cả. Nếu như hành vi thủ dâm ở vợ kéo dài thì có nguy cơ ảnh hưởng đến gì? Đến hạnh phúc gia đình, cái sự bền vững của gia đình và cái đời sống tình dục của hai vợ. Và bên cạnh đó thì anh em chúng ta cũng gì? Cũng phải nhìn nhận lại chính cái bản thân mình xem là như nào. Xem chúng ta có đang gặp phải những cái vấn đề gì về mặt sinh lý hay không. Trong cái trường hợp như này thì chúng ta tuyệt đối chúng ta không được ngại, hay thì chúng ta không để sĩ diện, chúng ta lấn át đi anh em nhé. Và cái hạnh phúc gia đình khi mà nó bị lung lay, đến khi mà nó bị rối loạn rồi mà chúng ta vẫn còn đem cái sĩ diện, vẫn còn ngại, thì rất dễ là gì? Nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc, rất dễ. Và cái vấn đề của mình thì mình phải xử lý đơn giản là nó không có bất cứ vấn đề gì cả. Chứ nếu mà mình cứ quay ra mình trách người vợ của mình, trách người bạn tình của mình với những cái từ ngữ nặng nề thì này, nó càng ngày nó càng làm cho cái mối quan hệ nó bị rạn nứt ra. Và anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Những cái vấn đề về rối loạn cương, vấn đề về xuất tinh sớm thì đều có thể cải thiện được. Chúng ta đều có thể cải thiện được bằng các cái phương pháp điều trị khoa học. Và nếu như bạn muốn có một cái đời sống chăn gối tốt hơn, một cái cuộc sống viên mãn hơn, thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi hoặc để lại bình luận ở bên dưới. Bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành, hướng dẫn, tư vấn thật kỹ cho các bạn, để các bạn có thể cùng nhau chúng ta tìm ra những cái giải pháp điều trị. Chúng tôi biết rằng thì bạn không hề đơn độc, chúng tôi muốn bạn biết rằng bạn không hề đơn độc trên cái hành trình này. Và chúng tôi luôn luôn ở bên bạn, đồng hành cùng với bạn. Có rất nhiều người đang nỗ lực từng ngày để cải thiện giống như bạn. Hãy comment cái tình trạng của bạn và chia sẻ cái video này tới ai đó nếu như gì có thể giúp ích được cho họ bởi những cái kiến thức này. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.